Mới đây, hội thảo trực tuyến về phát triển quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam Canada do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, Hội đồng Kinh doanh Canada ASEAN (CABC) đồng tổ chức với sự tham gia và hỗ trợ của các bộ ngành liên quan của hai nước. Hội thảo đã thu hút được hơn 300 doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, đồ gỗ, dệt may, năng lượng sạch, nông thủy sản của Việt Nam, Canada, Hoa Kỳ, Singapore phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Độ Thắng Hải cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới, có quan hệ thương mại với trên 230 thị trường, trong đó có hiệp định thương mại tự do FTA với 60 nền kinh tế. Với việc ký kết một loạt các FTA lớn, quan trọng gần đây như CPTPP, EVFTA, RCEP và ukvfta việt nam là cầu nối kinh doanh hiệu quả của khu vực và thế giới quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa việt nam và canada dựa trên nền tảng vững chắc là quan hệ đối tác toàn diện và lần đầu tiên hai nước đều là thành viên của hiệp định cptpp Ông Hanaford, thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế Canada, cũng ghi nhận nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc khống chế đại dịch Covid-19 và ổn định kinh tế trong nước. Canada cam kết sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam về thương mại và đầu tư trong thời gian tới. Trong bối cảnh quan hệ song phương có một nền tảng vững chắc, cũng tại hội thảo, đại diện các tập đoàn lớn của Việt Nam và Canada đều chung nhận định về triển vọng to lớn để phát triển quan hệ đối tác kinh doanh giữa hai nước.